Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Con kính chào quý Phật tử thân mến. Lời đầu con xin chúc quý Phật tử và gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, vừa qua quý Phật tử có biết cái tin mà cái vụ án mạng nghiêm trọng ở Bình Phước không? Mấy nay con cũng có đọc trên báo là có cái vụ án nghiêm trọng ở công ty S và K thuộc khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Sự việc là vào ngày 8 tháng 3, cô công nhân Lê Thị Kim Cúc, 21 tuổi, có cự cãi và mâu thuẫn với lại cô Nguyễn Thị Trang, 30 tuổi. Cô Trang là phó quản lý ở trong cái phân khu D của cái công ty đó, ở chỗ mà cô Cúc cũng làm chung. Thì hai người cự cãi qua lại, rồi xong rồi cũng được một người can ngăn, rồi vẫn tiếp tục công việc làm bình thường. Rồi cuối buổi thì ai về nhà đó rồi sum họp với gia đình để đó là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thì sau qua tới ngày 9 tháng 3, trước đó là con coi những cái clip đó là cũng có xảy ra mâu thuẫn ở trong công ty rồi. Là lúc đó là mấy thanh niên đánh một người phụ nữ, thì cũng không biết cái người phụ nữ đó là ai. Nhưng mà tới cái chiều á, độ khoảng 16:30 chiều ngày 9 tháng 3, thì sau khi tan ca, cô Cúc đi làm về với chồng là Trần Thế Hiếu, 20 tuổi. Sau khi ra cổng rồi đó, rồi gặp cô Trang, thì cô Trang kêu lại nói chuyện, vừa lại xong rồi có cái một cô nữa là Nguyễn Thị Thì không rõ cái lý lịch, rồi cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu của cô Cúc này. Rồi trong cái lúc mà hai bên xô xát thì cái lúc đó là cô Trang đã đi tới cổng trước và đi với lại một với lại cô Thì với lại ba anh thanh niên nữa là đã đứng chờ trước cổng rồi đợi mà để vợ chồng cô Cúc này ra. Thì khi đó đang xô xát, rồi cô Cúc này móc trong người hai con dao ra, rồi gây thương tích cô Thì. Rồi xong rồi sau đó là cô Trang thấy như vậy cũng bay vô đánh cô Cúc, rồi cũng bị thương tích. Rồi cô Cúc này quay qua đằng sau đó thì thấy chồng mình á là anh Trần Thế Hiếu bị anh Du đánh. Thì cô Cúc này nhảy vô đâm liên tiếp 2-3 phát vô ngay vô cái vùng cổ và vùng đằng trước của anh Du này. Đó, thì đang liên tục như vậy á, mọi người ở đó chạy vô can ngăn và kéo cô Cúc này đi vào phòng bảo vệ. Thì trong thời gian đó là cô Thì, cô Trang với lại anh Du này được mọi người kêu xe cấp cứu đưa vô bệnh viện đa khoa Bình Phước. Thì sau một hồi á thì được nhận được tin báo của bệnh viện đa khoa Bình Phước báo về cơ quan điều tra công an của huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, thì nói là do vì vết thương mất máu quá nhiều nên anh Trương Minh Du, 29 tuổi, đã tử vong ở bệnh viện. Còn lại thì cô Thùy và cô Trang đang điều trị ở bệnh viện. Thì nhận được tin báo đó thì công an điều tra công an huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước vào cuộc, thì có mời cô Cúc này về trụ sở để làm việc và lấy lời khai. Thì sự việc là như vậy, còn tiếp theo diễn biến như thế nào thì con chưa biết. Thì cái sự mà mâu thuẫn giữa cô Cúc và cô Trang này như thế nào thì cũng chưa ai biết nữa. Chỉ biết là sự việc do mâu thuẫn trong công việc, trong công ty vậy đó, rồi mới xảy ra cái hậu quả và nghiêm trọng như vậy, là xảy ra án mạng. Thì kính thưa quý vị, trong cuộc sống nhiều cái sự việc đến khi mình không có tránh khỏi được những cái chuyện mà va chạm hay là mâu thuẫn
với người này người kia. Thậm chí trong gia đình mình, người thân trong gia đình mình còn có thể là đôi lúc mình nóng giận lên thì mình cự cãi. Nhưng mà theo con nghĩ ở trong công ty á, chúng ta đã là công nhân với nhau rồi, chúng ta làm chung với nhau một phân khu, một phân xưởng vậy đó. Đương nhiên chỗ nào cũng sẽ có người quản lý và có người trên, người dưới mới là cái tổ chức. Thì như vậy á, dù cho trên dưới hay gì đó thì mình sẽ công nhân với nhau, mình phải biết yêu thương đùm bọc và lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Dù cho dù có cự cãi đi, hai người phụ nữ có cự cãi với nhau thì thôi, thì cự cãi xong rồi được người ta can ngăn ra rồi thì mình làm quà đi, hay là mình nhịn rồi xong rồi mình làm việc tiếp cũng bình thường, tại vì đã làm chung mà. Trước đó đó, cô Cúc này á, là bị mấy anh thanh niên đánh rồi, không biết là vấn đề gì, không biết là chuyện gì. Sau sự việc này thấy đáng tiếc và đáng thương cho cái cô Cúc, vì nhiều khi là mâu thuẫn mà dẫn đến nông nổi như vậy. Mà người phụ nữ bây giờ quý vị thấy không, ba người thanh niên mà đánh người phụ nữ thì là không đúng rồi, là sai hoàn toàn rồi. Rồi bây giờ một người đàn ông mà đánh một người phụ nữ là đã không đúng rồi. Đàn ông con trai mà đi đánh phụ nữ, nhưng mà ở đây là mấy người lại đánh một người. Còn về việc á, là ai đúng ai sai thì chưa có khẳng định, để cho cơ quan điều tra vào cuộc để xác minh làm rõ, để lấy lời khai từng người. Qua đây là cái bài học cho người Phật tử mình, khi mà mình có cái, trong cuộc sống mà không ai có thể tránh khỏi cái những cái sự việc đó, nó đến lúc nào mình cũng không biết. Nhưng mà mình là người con Phật là mình phải trải cái lòng yêu thương, khi đó là mình phải biết có một cái dùng trí tuệ quán chiếu, cái này nó sẽ dẫn đến là sự việc này nó sẽ gây đau khổ cho mình. Thì Đức Phật có dạy mà, khi mà mình nóng giận hay là mình sân hận lên thì mình đừng có nói gì hết á, mình cứ im lặng, rồi mình cũng đừng có hành động làm gì hết á, mình hãy im lặng đi, rồi khi đó là sự việc nó sẽ trôi qua một cách im điềm đó, rồi lúc đó là mình không có gây mà tội lỗi. Quý vị biết rồi, khi mà mình nóng giận lên á thì mình không có kiềm chế được cái bản thân của mình đâu. Đôi khi á, mình cầm những cái vật gì đó gây sát thương, cái tâm lý trong con người mình nó kích động mạnh và dục mình phóng heo luôn. Là đó, như sự việc của cô đó đó, thì mình đã hơn những người mà đánh cô rồi đó, rồi nhảy qua là thấy chồng mình như vậy thì đánh thì đâm người ta luôn. Thì cô bây giờ mình nói đi, bây giờ mình nhìn thấy cái cô này như vậy thì hai vợ chồng mà bị năm người đánh thì mình cũng thấy hơn, vậy là người ta là sai rồi đó. Nhưng mà tới lúc như vậy, khi mà mình bị đánh rồi mình đâu có còn suy nghĩ gì đâu, khi mà có đồ trong người rồi hay là có dao trong người rồi thì mình sẵn sàng là trả thù lại như vậy cũng đáng hơn, cũng đáng tiếc. Vì nhiều khi người ta nói rồi, mình có thể là mình thủ dao mình tự vệ vậy thôi, nhưng mà nhiều khi tự vệ đó thích đáng hay tự vệ không thích đáng là còn do những cái nguyên nhân khác và những cái tình huống khác để kết luận được là cô có tự vệ thích đáng hay không. Nhưng có xâm hại đến cái tính mạng bản thân sức khỏe của mình không, để mình phải chống trả lại như vậy, thì cái đó là phải nhờ luật pháp và nhờ viện kiểm soát là sẽ xem xét lại cái tình tiết của cô. Thì thấy cũng thấy tội, thấy thương cô, vì mâu thuẫn như vậy mà mình phải đánh đỏ trả giá như vậy. Thì hồi xưa con cũng vậy, nhớ lại con cũng có cái trường hợp giống như cô này á, hồi mà khoảng năm 2008, 2009 vậy đó. Lúc đó con từ Bố Lá chuyển lên trường rồi. Rồi xong rồi con vô, con thời gian đầu á, mới mà chưa có quen biết ai hết á. Rồi mình cũng, con cũng làm việc, ví dụ cán bộ giao làm sao con làm vậy. Thì con làm điều, đạp điều. Thì con đạp điều á, nhưng mà cái mâu thuẫn gì con không biết, không có cái gì gọi là lớn lao á, giống như lời qua tiếng lại vì một hai cái ghế mà để mấy cái vỏ điều lên á. Rồi xong rồi nói vậy thôi, mà cũng nói một hai cái thôi, rồi bình thường là không có chuyện gì hết, rồi im thì con im,
cũng mình thấy là thôi mới vô rồi không có gì hết rồi thôi nhịn đi. Nói chung lại là cũng người ta cũng đúng, tại vì mới mình đâu có biết là ghế của người ta. Rồi mình thôi mình cũng lúc đó không xin gọi là xin lỗi. Rồi tự nhiên tới cũng tới chiều cũng làm tan ca về á, rồi chạy cũng vậy bấm kẽn rồi tan ca. Rồi chưa vừa tan ca một cái là tự nhiên bốn hàng chạy vô nó đánh hội đồng con. Nó đánh hội đồng con, đánh con lúc đó không có biết gì đâu, lúc đó mình không có sự chuẩn bị hay là cái gì đó nhưng mà đâu có biết đâu, nó ập vô đánh vậy đó. Cầm cây ngắn ngắn á, cái khúc cây ngắn ngắn để kẹp cái bàn á, rồi với lại cầm ghế đánh con lúc đó con cũng hoảng loạn rồi, xong rồi con mới cầm quơ rồi cầm trúng được cái ghế. Lúc đó cầm trúng được cái ghế thì lúc đó tự nhiên cái con người mình, cái máu nóng của mình nó còn dồn lên cao nữa, xong rồi lúc đó quơ tùm lum hết, quơ rồi tét đầu hai người. Cũng lúc đó đâu có biết đâu, thấy máu xịt ra rồi cái đầu con cũng bị máu xịt, cũng bị đánh. Rồi lúc đó là ở mấy cái chòi gác của cán bộ á, chiến sĩ đó bắn súng, nổ súng đùng 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 ba phát chỉ thiên. Rồi lúc đó là tụi con đứng im lại hết, phải nằm xuống chứ không thôi là chỉ súng bắn đó. Thì lúc đó là có người như vậy, có chiến sĩ như vậy và cầm súng như vậy thì chỉ, thì lúc đó là ai cũng phải đứng im hết. Còn sự việc của cái cô đó ở ngoài đó thì nhiều khi hả thấy cầm dao như vậy đó, người ta cũng sợ không dám nhảy vô để can ngăn gì đâu. Và những người đó cũng bên đó cũng đông quá, người ta cũng không dám nhảy vô bên can đâu. Nhảy vô bên can lúc đó nóng lên thì cũng đánh lây mình luôn nên không dám. Còn con trong trại thì lúc đó nổ súng là phải nằm im. Xong rồi cũng bị bắt lên rồi làm việc, rồi lấy lời khai, rồi bị kỷ luật, rồi bị nhốt. Nhưng mà rồi bị cắt hâm nuôi luôn. Tại vì nếu mà giá như lúc đó đó con biết suy nghĩ hay cái gì đó là con thôi đứng im để cho người ta đánh đi. Rồi lúc đó là mình là vô tội, mình đâu có biết gì đâu. Bốn người đánh mình thì bốn người kia là bị kỷ luật thôi, mình không có bị. Còn tự nhiên mình giờ mình cầm cái ghế lên mình quơ, rồi rốt cuộc mình cũng quơ trúng người ta, rồi mình cũng đã hư người ta, rồi mình cũng bị kỷ luật, rồi mình cũng bị cắt những cái chế độ, gọi là chế độ hâm gặp hay là cắt quà hâm nuôi, cắt này nọ đồ, cắt hư từ rồi người ta gửi cho mình không có được gặp gì hết á. Là sau thời gian đó, hết thời gian đó rồi mình mới trở lại bình thường. Thì đó, lúc mà xong việc rồi đó mình cũng ôm đầu ban đầu, rồi mình cũng nói giá như là tôi lúc đó tôi tỉnh chút xíu tôi hôi để cho người ta đánh đi, dù sao mình đánh lại cũng không lại nữa. Nhưng mà lúc đó giá như thì không được. Tự nhiên cái lúc đó cái bản năng trong con người của mình nó giống như cái thần kinh của mình bị hoảng loạn rồi, mình không còn tự chủ được nữa, mình cứ quơ đại kiếm cái gì chống trả lại được thì cứ kiếm rồi chống trả. Đó thì sự việc nó xảy ra vậy. Thì qua cái câu chuyện của sự việc của cái cô Cúc này thì á, chúng ta cũng có thì cũng thông cảm cho cổ là khi mà mình bị đánh nóng lên rồi có thể là không kiềm chế được. Nhưng cái điều đáng trách của cổ là mình, ví dụ mình yếu hơi hơn hay gì đó thì mình phải nhờ những người giống như là ở trên thủ trưởng mình hay là giám đốc, hay là nhờ công an cơ quan chức năng can thiệp để cho giúp đỡ cho mình, để giải quyết cái mâu thuẫn giữa mình với cái người đó. Ví dụ mình biết cái người đó là mạnh hơn đi thôi thì mình cứ im, rồi mình giải quyết bằng cái hướng đó thì lúc đó là tốt đẹp thôi. Khi mà mình đừng có sợ, tại vì khi mà mình báo lên chính quyền rồi đó, nếu có chứng cứ là công an bắt người ta, chứ không có gì đâu. Ví dụ mà chưa ai nói gì hết á thì mình còn tính toán là mình muốn làm này làm kia, mà tới khi có người nói rồi đó, rồi có người biết rồi đó thì mình làm sao mà muốn làm này làm kia được. Nên lúc đó thì cũng phải bảo vệ cho gia đình mình được. Và đến lúc đó đó mình cũng không phải là ngồi tạm giam như hôm nay thì để chồng mình rồi con nhỏ của mình phải chờ đợi lo lắng. Sự việc mới nóng hổi à, nên cũng chưa có biết được là mâu thuẫn giữa cô với cô Trang là chuyện gì trong công ty nữa, mà để cho cô Trang cũng phải là kêu người đánh hội đồng cô, và để cô phải
phải phản kháng lại bằng hung khí là con dao như vậy. Bởi Đức Phật có dạy: hận hù diệt hận hù, đời này không có được, không hận diệt hận hù là định lực ngàn hu. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rõ ràng như vậy. Mình chỉ có lấy là đừng có lấy hận hù mà đem đối đãi với hận hù thì gây nên hận hù. Mình phải lấy tình thương đối đãi với hận hù thì nó sẽ có cái tình thương, là sẽ làm tan biến đi những cái hận hù và cái lòng sân hận trong con người mình. Mình là người Việt Nam mà máu đỏ da vàng, mình không hương mình thì ai hương mình? Cũng vì cái sân hận, cái bản ngã của mình thôi. Nên mình cũng cái tôi của mình lớn quá, cái tôi bản ngã cho con người mình nó đè ép mình, nó làm cho mình không thiếu suy nghĩ, không có sáng suốt nữa để giải quyết mọi chuyện. Giá như nếu mà hai người sáng suốt giải quyết ngồi lại nói chuyện với nhau thì đâu có đến nỗi như vậy. Thì bây giờ không có mà một người ở tù, một người chết rồi đó, người chết thì gia đình cũng đau buồn. Tự nhiên cái việc đó không biết việc gì mà rồi của người ta, rồi xong mình đi vô mình phụ rồi mình giúp, rồi tự nhiên mình bây giờ mình bị đâm chết, mình hành hung người ta thì giờ mình lại nằm bệnh viện, rồi thấy không, làm khổ gia đình, làm khổ vợ, làm khổ chồng con nữa. Tại con thì không phải tự nhiên coi, tại con là cũng là quê con là ở huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước đó. Nên có người gửi nói con, nên con có cái theo dõi trong tờ báo đó mới biết được sự việc như vậy. Nên hôm nay con lên con có vài lời kính gửi đến quý Phật tử, thì mong quý Phật tử đó, chúng mình là người con Phật, mình phải lấy trí tuệ để đối đãi với những với mọi sự việc trong cuộc sống, như là mình phải trải lòng từ bi ra, yêu thương, và mình nhường nhịn nhau để thứ nhất là tiến tu trên con đường giải thoát, thứ hai là để trang hòa cùng mọi người, bà con hàng xóm gì đó, trong gia đình hay là đồng nghiệp gì, để cho được một cái an vui, được một cái cuộc sống hạnh phúc. Thì qua đây con cũng gửi cái lời, cũng mong là người mất á, cái như anh Trương Minh Du 29 tuổi, cũng mong anh sớm được siêu sinh về cảnh giới tốt hơn. Rồi mong cô Kim Cúc nè, thì trong những ngày tạm giam đó, mình hãy suy nghĩ lại và mình rút ra một cái bài học cho bản thân. Và cái câu chuyện này cũng là một cái bài học cho quý Phật tử và mọi người trong xã hội. Khi mà mình có một cái mâu thuẫn, sự việc xảy ra thì mình nên im lặng và mình tìm cách giải quyết cho đúng đắn và im đẹp, để cho không có một cái hệ lụy về sau như là cái vụ án này. Con thì lại xa mẹ, chồng lại xa vợ, và vợ thì lại mất chồng, thì cái đó là một điều đáng tiếc. Thì cuối lời con cũng mong là cái sự việc này được viện kiểm soát, cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước là xem xét tình tiết để đưa ra một cái mức án thích đáng và được hưởng sự khoan hồng của nhà nước. Thì cuối lời con cũng xin gửi lời kính chúc đến đại chúng thân tâm thường được an lạc, vạn sự các tường như ý, và luôn sống trong ánh hào quang gia hộ của mười phương Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.